Trên hành trình khám phá các điểm đến trên đường chính Khe Sanh huyền thoại của tỉnh Quảng Trị, mời quý vị và các bạn cùng đến với khu di tích lịch sử sân bay Tà Cơn. Sân bay Tà Cơn thuộc xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là địa danh gắn với chiến dịch giải phóng Khe Sanh năm 1968. Di tích lịch sử này đã được xếp hạng quốc gia ngày 12 tháng 12 năm 1986. Vào những năm 1966-1968, sân bay Tà Cơn là một mắt xích quan trọng trên tuyến phòng thủ Khe Sanh của Mỹ ở Quảng Trị. Nhằm án ngữ và cắt đứt tuyến vận chuyển của ta qua đường Hồ Chí Minh và biên giới Việt Lào, địch đã tập trung nhiều binh lính vũ khí hỏa lực mạnh, biến Khe Sanh thành cứ điểm bất khả xâm phạm ở khu vực miền núi của tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1968, trong chiến dịch giải phóng Khe Sanh, quân đội nhân dân Việt Nam đã mở 4 cuộc tiến công vào các cứ điểm quan trọng, trong đó có sân bay Tà Cơn. Các trận đánh xung quanh cứ điểm ở Khe Sanh diễn ra rất ác liệt. Trong thế trận, vừa tiến công vừa vây ráp suốt 170 ngày đêm, đã buộc quân đội Mỹ phải rút quân bằng đường hàng không nhằm cứu hàng trăm binh lính ở đây. Mất sân bay Tà Cơn và cứ điểm Khe Sanh, quân đội Mỹ đã thất bại hoàn toàn trên chiến trường Quảng Trị. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Lloyd Sr. đã từng đau đớn thốt lên: "Chúng ta đã ném cả danh dự nước Mỹ ra để giữ Khe Sanh và buộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cam kết bằng máu, nhưng cuối cùng cũng phải rút chạy." Đây là lần đầu tiên mình đánh lớn, đánh mạnh, đánh hợp đồng nhiều binh chủng. Qua đó nó thể hiện được cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, sự lớn mạnh vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam. Qua chiến đấu, chúng ta rèn luyện được quân đội, cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta trên toàn miền. Và quan trọng hơn là qua cái trận đánh này, chúng ta đánh cho quân đội Mỹ một đòn đau và buộc quân đội Mỹ phải chuyển hướng chiến tranh ở miền Nam Việt Nam của chúng ta từ chiến tranh cục bộ sang Việt Nam hóa chiến tranh. Còn đối với lịch sử nước Mỹ thì ghi nhận trận này là một trong 18 trận đánh vô cùng đau đớn của lịch sử Hoa Kỳ. Lần đầu tiên một cái trận đánh ở một đất nước xa xôi mà nó làm dày sóng trong lòng nước Mỹ, nó tạo nên cái phong trào phản đối chiến tranh và nó chia rẽ trầm trọng cái nước Mỹ. Hiện nay, khu di tích sân bay Tà Cơn còn trưng bày 5 chiếc máy bay loại C-130, UH-1, CH-47 và 3 chiếc xe tăng. Đây là phương tiện mà quân đội Mỹ đã từng dùng tham chiến tại chiến trường Khe Sanh Tà Cơn cách đây hơn 50 năm. Trong khuôn viên di tích sân bay Tà Cơn, một số hầm hào công sự đường băng đã được phục dựng lại và một bảo tàng trưng bày những hình ảnh vũ khí từng tham chiến tại sân bay Tà Cơn để phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước. Hôm nay là lần đầu tiên đến tham quan cái di tích sân bay Tà Cơn, thì tôi có một cảm xúc đấy là tôi rất xúc động. Qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên, tôi hiểu thêm rất nhiều về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt đã diễn ra ở mảnh đất này. Và mà tôi cũng thấy rất khâm phục những người, con người ở nơi đây. Họ đã làm nên những chiến tích vô cùng vĩ đại. Di tích lịch sử quốc gia sân bay Tà Cơn là nơi ghi dấu ấn chiến công hào hùng cùng sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, đồng thời là bản anh hùng ca bất tử về tình yêu tổ quốc, quê hương và là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng nhiều ý nghĩa cho các thế hệ mai sau.